hai người con lớn nhất đã trưởng thành và đã ra ở riêng. Tuy nhiên, căn nhà vẫn đầm ấm, đông vui với bốn gái và ba trai. Ông chồng Tom Clark làm chủ một đại lý bán xe Chevrolet. Có cô con gái là Abby giúp việc văn phòng. Abby là đứa con út của ông Clark và lúc chào đời đã mắc bệnh tự kỷ. Nó không cần ai trông giữ. Nó tự xoay sở một mình và biết phải làm gì. Nếu có vấn đề, nó biết phải đi tìm ai để giúp. Khi hai ông bà Clark nhận em Alyssa làm con nuôi, em cũng mắc bệnh tự kỷ. Em muốn sau này được làm việc với trẻ em và hiện giờ em đang theo học một lớp về lĩnh vực này. Alyssa cũng giúp công việc căng tin của nhà trường. Nhờ vậy em học được tinh thần trách nhiệm và khả năng tự túc. Mục tiêu cuối cùng là nếu những người thuê mướn thấy em ấy có thể làm được những gì và nếu em được cho một cơ hội thì lúc ra trường họ sẽ nhận em. Talbot giỏi toán nên đã giúp các bạn khác trong lớp. Giống như em Travis, 10 tuổi như em, cha mẹ ruột người Trung Quốc của Talbot đã cho em đi vì em mất một bàn tay khi mới ra đời. Anh trai Tyler là tấm gương cho hai anh em Talbot và Travis. Tyler là đứa đầu tiên hai ông bà Clark nhận làm con nuôi khi đang chập chững biết đi. Bây giờ thì Tyler đang học đại học. Amelia là đứa nhỏ nhất trong gia đình. Lúc ra đời, em bị một vết thương ở chân. Hai ông bà Clark nói rằng họ luôn luôn muốn một gia đình đông con. Nhưng phải chăng đây là một điều họ muốn? Bà Clark cho biết. Không, không muốn gì cả. Tự nó đến thôi. Chúng tôi theo đạo Thiên Chúa và hoàn toàn cảm thấy đây là do Chúa an bài cho gia đình chúng tôi. Vì từ đầu, chúng tôi không định nhận trẻ khuyết tật làm con nuôi. Ước gì tôi có thể nói là từ đầu chúng tôi định như vậy, nhưng thực ra không phải. Không có người con nào trong gia đình hai ông bà được dạy rằng khuyết tật cơ thể ngăn cản ta làm nhiều thứ. I like writing. I am going to get a fish tomorrow. Năm ngoái, Annie giành được giải viết chữ đẹp. Em có thể tự mặc quần áo, đan len và sử dụng điện thoại iPhone. Best. And em chỉ cố gắng làm hết sức để sau này em trở thành cô giáo và nhà văn. Annie đôi lúc nói rằng em ước mình có đầy đủ hai bàn tay. Nhưng hai ông bà Clark dạy em và tất cả những đứa con khác hãy tập trung vào những thứ mà mình có thể làm được. Có vẻ như các em có thể làm được bất cứ điều gì mà các em đã quyết định làm.